A ra sam ma sam mô tho pha la va mô than pha văn tăng a phi va đề mi so ca tô pha la va ta tham mô tham mang ma sa mi su pa ti văn tô pha la va tô sa va ca sang kho sang thang nam mi nam mô bát thay giá nam mô tham ma giá nam mô sang khai giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn ngài được A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo các phán tách xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật Pháp và tinh tấn thực hành pháp cao thượng của đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm chứng đắc được đạo quả nước bàn đồng nhau cả thảy. Sa thu sa thu lành thay. À, kính thưa quý vị, bài hôm nay chúng ta học tiếp cái đoạn kinh văn bằng cái Pali như sau, tức là tham mê su tham ma nu bát si vi ha ra tí, tức là bản dịch là sống quán pháp trên các pháp. Thì đây là một cái cụm từ và xem như phần cuối của phần tứ niệm xứ trong cái phần mà tóm lược là chúng ta Đức Phật có thể dạy rằng cái vị tỳ kheo hay là cái người hành giả sẽ là quán pháp trên các pháp. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái đoạn kinh văn này, tức là tham mê số tham nú bát si viharati, sống quán pháp trên các pháp. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu chữ pháp. Chữ pháp có nghĩa là có từ cái căn là thara, căn thara có nghĩa là duy trì, nâng đỡ hay là gìn giữ. Như chúng ta có cái câu kệ Pali ở trong kinh Bổn Sanh chẳng hạn vậy, thamma rakhati thamma chari, tức là pháp sẽ hộ trì người hành pháp hay là pháp gìn giữ người hành pháp. Thì qua cái sự quán pháp đây á, nên các pháp là cái tham mê số là các pháp, và đó là một cái tổng thể rất là nhiều pháp. Nhưng mà thamma nu bát si, tức là mình quán từng cái pháp trên một cái tổng thể pháp. Nói cách khác là chúng ta khi mà nhận xét một pháp, khi mà xem xét pháp á, là mình xem xét từng thành phần một trong một, hay là từng trạng thái một trong một cái nhóm pháp. Mình không xem, mình không quán xét nguyên cả một cái cụm pháp. Thì chúng ta sẽ quán pháp thành từng phần như vậy. Như là đây là phần này hay phần phần khác chẳng hạn như vậy, thì chúng ta sẽ thấy ví dụ giống như khi mà một cái sự nghe khởi lên, thì chúng ta sẽ không có nắm bắt là cái sự nghe không, hay là một sự thấy khởi lên chúng ta không có nắm bắt sự thấy không. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ nắm bắt một sự nghe hay là một sự thấy vậy, thì chúng ta sẽ bị rơi vào hai cái chế định, tức là cái khá ná banh giác tí, mà khá ná banh giác tí được gọi là cái khối chế định, hoặc là sanh tá tí banh giác tí, tức là cái liên tục chế định. Và như vậy thì chúng ta sẽ không thấy được những cái điều mà phối hợp ở trong cái đó. Cho nên nếu như cái một cái người mà thấy là chữ, khi mà thấy sự nghe chẳng hạn vậy, và thường thường á, các vị giảng sư thường đưa cái câu này lên. Bởi vì đây là câu mà Đức Phật ngài dạy ngài Ba Thí Giá. Này Ba Thí Giá, trong cái sự thấy chỉ là sự thấy, không có người thấy. Và như vậy thì chúng ta phải thấy rằng cái trong cái sự thấy, phải phân tích ra trong cái sự thấy là một cái pháp. Trong cái thấy chỉ là sự thấy mà không có người thấy. Vì phân tích ra vậy mới thấy được cái tính rỗng không của cái sự thấy này. Nữa là vì thấy cái tính rỗng không của sự thấy này mới thấy là cái đặc tướng vô ngã nó hiện khởi lên.
thì như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là trong cái sự thấy này nó có những cái thành phần phối hợp vô. Thứ nhất, nếu như cái người này thì mà không có thần kinh nhãn, cái thần kinh nhãn là cái danh từ mà thông dụng của chúng ta gọi, chứ danh từ thuật ngữ gọi là chắc khú vá sa đá. Mà chắc khú vá sa đá có nghĩa là cái tinh chất về con mắt. Mà thông thường chúng ta gọi là cái thần kinh nhãn, như vậy. Rồi thứ hai nữa là chúng ta phải có cái cảnh sắc. Cảnh sắc là chữ Pali gọi là rupa rammana, tức là cái sắc cảnh sắc này. Cảnh sắc này là chỉ cho tất cả những cái gì mà cái thần kinh nhãn này thâu nhận lấy. Thì nó không phải là chỉ là màu sắc không thôi, mà còn bộ là những cái gì mà thần kinh nhãn này nó không bắt được. Thì chúng ta sẽ phân tích trong quán sát rằng cái thần kinh nhãn là gì và cái cảnh sắc này nó là gì. Nó là những cái thành phần trong một cái pháp gọi là sự thấy. Rồi cái cảnh sắc này khi nó chạm vô cái thần kinh nhãn này, rồi cái cảnh sắc này xuyên qua thần kinh nhãn này nó rọi vô trong cái dòng cái hữu phần như vậy. Cái dòng hữu phần này nó khi nó tiếp chạm với cái cảnh sắc thì nó nảy sinh ra một cái tâm sở gọi là tâm sở xuất. Thì bây giờ từ cái tâm sở xuất này nó nảy sinh ra rất là nhiều cái điều, và khi đó cái xuất này được gọi là cái nhãn xuất, tức là do cái sự là tiếp chạm giữa cái cảnh sắc với cái dòng tâm của phần, nó nảy sinh ra một cái nhãn xuất, tức là cái sự tiếp chạm giữa con mắt. Rồi từ cái nhãn xuất này nó mới sanh ra rất là nhiều cái tâm sở khác nhau như vậy. Vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong cái bài kinh mà Tăng Chi Kinh Pháp Tám Chi, Đức Phật Ngài mới có dạy rằng này các thiền tu, với tất cả các pháp lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sinh khởi, lấy xúc làm tập khởi. Thì tức là khi này đó, khi mà cái cảnh sắc nó va chạm vào trong cái sắc thần kinh nhãn, rồi nó chiếu rọi vô trong cái dòng tâm hữu phần, thì nó nảy sinh là cái nhãn xúc. Rồi từ cái nhãn xúc này nó mới tạo ra rất là nhiều cái tâm sở khác nhau trong đó. Thì chúng ta nếu như không học nhiều pháp á, thì chúng ta chỉ hiểu được tới đây thôi. Nhưng mà cái phần quan trọng cái là cái sau khi mà mình thấy như vậy đó, thì nó có những cái kiết sử, tức là dây trói buộc dính mắc vô trong đó hay không. Ví dụ như khi mà mình thấy những cảnh sắc nó tốt, thì khi đó cái tâm của mình nó khởi lên sự thích thú, sự hân hoan, sự hài lòng, thì muốn hưởng thụ được những cái cảnh sắc đẹp đó như vậy. Thì như vậy thì mình đã rơi vào một cái sự trói buộc, thuật ngữ gọi là kiết sử đó, rồi sân vô cha ná rồi kiết sử. Rối buộc này rối buộc của tham. Thì như vậy mình sẽ dính mắc trong cái cảnh sắc đó. Mà vì không có nắm bắt được cái chỗ này, cho nên rất là thích thú những cái cảnh đẹp, rồi về còn mang những cảnh đẹp đó trong tâm cảm thì về ở cái nơi trú ngụ của mình. Nhưng mà những cái người mà có hiểu biết rằng thì đây nó là một cái kiết sử, tức là một cái dây rối buộc của cái do cái tham sinh khởi lên, người đó đình chỉ lại chỗ này. Quan sát là tham nó sẽ dẫn tới một cái tai hại, nó dẫn tới một cái điều nguy khổ, và nó dẫn tới một cái điều bất an lạc. Cái người đó mới chấm dứt lại liền. Hoặc là khi mà mình nhìn thấy một cảnh sắc nó không có được hài lòng, nó không được hợp ý, thì lúc đó tâm mình nó lại khởi lên một cái sự phẫn nộ, hay là một sự buồn phiền, hay là một cái sự chán nản, hay là một cái sự bất tội ý. Thì cái sự buồn phiền, cái sự chán nản, cái sự bất tội ý đó, nó cũng chính là một cái dây kiết sử, tức là một dây trói buộc. Nó gọi là sân kiết sử, hay là cái sân vô chánh á này. Nó làm cho mình nó cảm thấy không an lạc, không có
thoải mái, và nó sẽ dẫn mình đi tới những cảnh giới đau khổ khác. Thì do cái mình thấy được như vậy, rồi mình phải chấm dứt nó ngay, mà chấm dứt cái sự này. Vậy đây mới gọi là quán pháp trên pháp như vậy. Rồi tức là mình quán từng phần một, thì để mình thấy gì, mình thấy là cái thần kinh nhãn này như là trong cái pháp gọi là sự thấy chẳng hạn, thì cái thần kinh nhãn này nó không phải là của ta, nó không phải là ta, mà nó cũng không phải là một tự ngã, nó chỉ là một mảnh vật chất nào đó, nó là một cái tinh chất của cái tứ đại mà thành mà thôi. Nó không có cái của ta, nó cũng không có cái ta trong đó, và cũng không có cái tự ngã của ta. Tức là khi mà mình nhìn thấy cái thần kinh nhãn nó là như vậy, rồi mình sẽ nhìn thấy cái cảnh sắc bên ngoài đó, cảnh sắc này nó cũng không phải là của ta, nó cũng không phải là ta, nó cũng không phải là tự ngã của ta. Rồi cái sự thấy này cũng vậy, cái sự thấy này nó sanh lên là nó sẽ kết hợp giữa cái thần kinh nhãn với cái cảnh sắc, rồi với những cái tâm mà chúng ta gọi là cái tâm hữu phần á, tức là pháp quan giá đó, nó tiếp chạm với nhau, nó mới nảy sanh lên, nó tạo ra một cái nhãn xúc. Và từ nhãn xúc đó, nó có thể là nó tạo ra những cái sự trói buộc, tức là cái kiết sử dính mắc trong đó, hoặc là không hài lòng trong đó. Thì cái người quán xét cái sự trói buộc này, nó cũng không phải là ta, cũng không phải là của ta, cũng không phải là tự ngã của ta. Hoặc là mình sẽ thấy rằng ngay khi mình chấm dứt cái sự mà cắt đứt cái sự trói buộc đó, thì sự cắt đứt này nó cũng không phải là ta, nó cũng không phải là của ta, nó cũng không phải là tự ngã của ta. Như vậy mới gọi là quán cái sự thấy, tức là quán sự thấy của cái pháp sự thấy đó, bằng cách là tách ra những cái thành phần riêng biệt để xem thấy rằng cái thần kinh nhãn này nó là rỗng không, nó không có là gì cả, hay là cảnh sắc này nó cũng là rỗng không, rồi cái sự tiếp giảm này nó cũng trở thành rỗng không, rồi do mình không có cái tác ý đúng đắn, cho nên nó mới phát sinh ra những cái kiết sử, hay là nếu mình tác ý đúng đắn thì những cái dây trói buộc nó cũng không phát sinh lên. Nhưng mà cho dù rằng những dây trói buộc nó không sinh lên thì nó cũng không phải là của ta, nó cũng không phải là ta, hay là không phải là cái tự ngã của ta. Cho mình quán xét như vậy để mà mình ta thấy rõ những cái trạng thái rỗng không vô ngã của cái pháp đó. Như ví dụ giống như chúng ta nói thì cái pháp quán chẳng hạn vậy. Nhưng mà khi mà một cái pháp quán nó sanh lên thì chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta nhìn thấy chỉ là chỉ một pháp quán không thôi đó, ví dụ quán xét không thôi, thì chúng ta cứ nghĩ nó là một khối hoặc là một cái sự liên tục. Như vậy thì chúng ta sẽ không thấy rõ được những thành phần của một cái được gọi là vipassi. Biết là cái chữ mà vipassi này đó, thì chúng ta mới thấy rằng là trước tiên theo cái bản sớ giải của ngài Goenka, thì ngài giải thích rằng là cái câu kệ Pali là ban nhắc tí tháp bê toa vipassana Vassati tí Vipassana, tức là cái Vassi này thì nó cũng tương đồng với chữ Vipassana. Vipassana thì Vipassana từ ngữ căn là từ cái chữ quý là đặc biệt, Vipassana là thấy, một cách đặc biệt. Chúng ta thường được dùng Vipassana hoặc là Vassi, chúng ta thường dịch là quán xét hay là xem xét hay là pháp quán. Thì cái câu kệ ngôn của Bali là ban nhất lý tháp bê toa, có nghĩa là loại trừ cái pháp chế định ra, từ pháp chế định ra. Rồi bát sát tí quý sê sê ná bát sát tí, bát sát tí là thấy rõ những cái đặc tính, quý sê sê ná là những đặc tính, thấy rõ những đặc tính của chúng, được gọi là vipassana là quán xét. Như vậy thì cái pháp gọi là quán xét đó, và chúng ta phải thứ nhất là được gọi là quán xét khi nào chúng ta loại trừ ra được cái ban nhắc lý, cho nên chúng ta sẽ không nhìn thấy một cụm nữa, mà chúng ta sẽ là thấy rõ những từng chi tiết một, để cho không có
họ thấy được không có nắm bắt được một tên một cụm hay là một khối hay là một sự liên tục như thế nào. Thì cái chữ Vipassana này nó được thực hiện bởi cái ba bước, nói cách khác là sự hành pháp quán sát này nó phải đi qua ba bước. Bước thứ nhất là Parijati, tức là học pháp. Parí là trọn vẹn, Jati là nắm bắt, tức là Parijati là được gọi là cái học pháp, đó là cái bước thứ nhất. Bởi sao vậy? Bởi vì nếu mà mình không học pháp thì mình không biết cách mình hành, mình không biết cách mình thực hiện cái pháp quán như thế nào. Thứ hai nữa là thì bước thứ hai đó là Bát tí, tức là cái hành pháp. Thì chữ Bát tí đây là hướng về, Bát tí đây là từ cái chữ A Bát tí là xúc chạm hay là đụng chạm hay là va chạm. Thì Bát tí là va chạm, hướng về sự va chạm, tức là một sự hành pháp trong đó chẳng hạn vậy. Rồi cái một giai đoạn thứ ba của cái pháp quán đó là Bát tí quê thá ná, tức là cái thông đạt pháp. Ở chữ Bát tí là hướng về, mà quê thá có nghĩa là đâm thủng, cái nghĩa là cái xuyên thủng, tức là sau khi hành pháp xong mình xuyên thủng. Xuyên thủng cái gì? Mình xuyên thủng cái vô minh, mình xuyên thủng cái tà kiến, mình xuyên thủng cái sự mà thiếu hiểu biết của mình, để mà mình xuyên thủng qua cái màn dày đặc vô minh đó. Để gì? Để minh sinh khởi. Đây có gì muốn chỉ cho cái trí quán mình nó sinh khởi rất là mạnh dạn, mạnh mẽ. Và cái minh này sinh khởi này nó dẫn tới cái chứng đắc niết bàn, và dẫn tới sự giải thoát. Như vậy thì cái chữ Vipassana tùy quán, hoặc là Vipassana là pháp quán. Thì chúng ta đó là một cái cột của pháp, nhưng mà cột pháp đó từng giai đoạn mà học như vậy thì mới thấy cái tính rỗng không của pháp, cái ngã tưởng ở trong cái các pháp. Cái phần này là Đức Phật ngày giảng mà gọi là sống quán pháp trên các pháp để diệt trừ cái ngã tưởng. Tức là mình đều cho rằng có một cái bản ngã nằm trong đó, là tôi thấy hay tôi nghe hay là tôi biết vân vân. Nhưng mà khi mà phân tích từng phần một như vậy thì mình sẽ thấy rằng nó trống không, nó rỗng không, nó không có gì cả, nó trống vắng cả. Thì đó là cái tướng trạng của sự vô ngã, tức là không có cái bản ngã nằm trong đó. Cho nên ngay cả chữ trí tuệ mà chúng ta thường thường dùng đó, nó cũng có cái ba cái giai đoạn của trí tuệ. Chúng ta sẽ có ba cái loại gọi là tuệ. Thứ nhất là Sutta-maya, banh nha, tức là tuệ do nghe. Như từ trước giờ chúng ta nghe những cái bài kinh, hoặc là nghe những cái câu câu kệ như là Itibiso, hết cái qua ra hăng mà chẳng hạn không vậy. Thì cái mình học thuộc lòng nghe, mình biết rõ vậy, thì cái tuệ này gọi là tuệ do nghe, gọi là Sutta-maya. Tức là cái tuệ do nghe. Tuệ thứ hai nữa là Chitta-maya-banya, tức là cái trí tuệ do suy tư. Tức là mình dựa vào cái sự suy luận, dựa vào cái sự hiểu biết, dựa vào cái lý trí để mình nhận biết những cái điều đó. Thì xin thưa quý vị rằng hai cái loại tuệ này, Sutta-maya và cái Chitta-maya này, đều là cái trí tuệ của người khác, không phải là trí tuệ của chính mình. Cho nên khi mà chúng ta học pháp đó, thì những cái bài pháp đó, là chúng ta nên học gỗ từ của Đức Phật từ một, hoặc là các vị như những vị mà luận sư sớ giải từ mối. Chúng ta cái đó là cái những cái gì mà các ngài đã hiểu, các ngài đã đi qua và các ngài truyền đạt lại, hay là Đức Phật là những cái bậc mà tuệ đức rất là thâm sâu giảng đạo, thì những bài kinh, những điều luật, những cái sự tốt đẹp mà Đức Phật ngài đã kinh qua, tức là ngài có cái kinh nghiệm, ngài đã chứng đạt,
ở trên tâm cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Ống á, còn Đức Phật ngài giảng cho ngài Xá Lợi Phất rằng này Xá Lợi Phất, những cái gì mà Như Lai thuyết giảng đến cho chư đệ tử là những cái điều đó Như Lai đã chứng thực, chứ không phải do người khác biết. Nhưng mà ở đây chúng ta mới nói rằng cái sự xuất tá mà gia này là cái tuệ vô nghe đó, và chúng ta nghe những cái điều hiểu biết từ Đức Thế Tôn chứ không phải là của chúng ta. Mặc dù quý vị học kinh hiểu được bài kinh đó, rồi quý vị sẽ thuật lại, thuyết lại những cái kinh đó, quý vị cho là cái điều đó là của mình. Cái điều này là một sự sai lầm nó cực kỳ lớn, mà phải hiểu rằng á, cái gì lặp lại, cái gì hiểu như vậy đó, tức là cái hiểu này là do lấy nhận thức từ cái hiểu của Đức Thế Tôn, hay là cái hiểu này là nhận thức từ những bậc sơ giải sư, chứ thật sự ra quý vị cũng không hiểu, không có nắm bắt được, những do học mà mới có nắm bắt được cái này thôi. Và cái hiểu đó là cái hiểu của người khác, không phải cái hiểu của mình. Rồi trong Tương Ưng Kinh có một cái câu chuyện như vậy, là có một vị trưởng lão, ngài đã chứng đắc được tánh quả rồi, ngài thuyết giảng là cho cái hàng chư Phật tử rất là hoan hỷ, rất là tán thán ngài. Thì bây giờ vua trời Đức nghe tiếng tán thán, ngài cũng hoan hỷ, ngài xuống ngài giả ra một cái người bình thường và nói với, hỏi cái vị trưởng lão rằng thưa ngài, nhưng thời pháp này vừa giảng đó là có phải là của ngài chăng? Thì ngài trưởng lão nói rằng này hiền giả, cho một cái ví dụ như sau, là có một cái đống lúa ở cái ngã tư đường rất là lớn, một người đi tới đó lấy cái lúa đi, rồi gặp một người khác hỏi rằng này hiền giả, có phải là lúa này của hiền giả chăng? Thì cái người này nếu mà nói một cách chính xác sẽ nói rằng là lúa này không phải của tôi, mà lúa này là tôi lấy từ một cái đống lúa lớn ở ngã tư đường á. Thì đó là cái người đó nói chính xác. Và cũng vậy, những gì mà tôi thuyết giảng đến cho đại chúng, cái đó không phải của tôi, mà cái đó là trí tuệ của Đức là Chánh Đẳng Giác. Cho nên quý vị thấy rằng mặc dù chúng tôi đang thuyết giảng cho quý vị nghe như vậy, nhưng quý vị phải hiểu rằng những cái mà chúng tôi đang thuyết giảng cho quý vị nghe đó, nó không phải là của tôi, vì không nghĩ là cái của mình, cho nên để không có tự hào rằng cái biết của mình, thật sự ra mình không biết gì cả, mà cái biết này là cái biết của Đức Chánh Đẳng Giác hay cái biết của những vị thánh tinh văn của Đức Phật. Rồi từ cái kinh Tam Má Gia Tánh Nha có nha, tuệ do suy tư thì cái mình sẽ suy tư, mình sẽ tìm hiểu cái sự hiểu biết của người khác chứ không phải là của mình. Mà cái nhiều khi cái sự mà suy tư này nó có đôi khi nó có thể là đúng và cũng có thể là sai, nó không phải là hoàn toàn đúng. Có đôi khi chúng ta do cái tưởng tượng chúng ta nghĩ ra chúng ta sẽ hiểu biết, cũng có thể là hiểu biết sai chứ không phải là hiểu biết đúng. Từ hiểu biết sai nó dẫn đi tới những cái tà pháp mà chúng ta không thấy. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta hiểu đúng, nhưng mà thật sự là chúng ta hiểu sai. Thì cái hai cái trí này là trí do nghe, là tuệ do nghe đó, hay là tuệ do cái suy tư đó, thì nó thuộc về cái biết của người khác, không phải là cái biết của mình. Và chỉ có pha quanh na má gia, tức là cái banh nha, tức là cái trí tuệ do tu. Đấy, khi mà quý vị mà tu rồi đó thì quý vị mới cảm nhận được thì cái pháp này nó là như vậy, cái pháp này nó như vậy. Khi mà quý vị nghe nói là vô thường khổ vô ngã, nhưng mà quý vị chưa có thấy, trong khi mà quý vị tu rồi quý vị có thấy là thì cái này được định danh là vô thường bởi vì nó là như vậy. Quý vị lúc đó đó thì quý vị mới xem như là cái người mà đã nếm được vị canh. Còn cái trí tuệ mà do nghe hay là trí tuệ do cái suy tư đó thì cũng giống như là cái người mà ví như là cái muỗng nằm trong cái nồi canh vậy, không có nắm được cái hương vị của cái nồi canh thì cũng vậy. Tuệ do nghe hay tuệ do suy tư thì không thể nắm bắt được cái hương vị của giải thoát,
chỉ có tuệ do tu, tức là Phan Quá Na Má Gia. Cái tuệ này là mình đã thấy được, biết được, giống như cái lưỡi nếm được chút ít thì bị canh, như vậy. Thì như vậy thì ngay cả pháp quán cũng có những cái ý nghĩa như vậy. Cho nên là chúng ta mới thấy rằng khi mà gọi là quán pháp trên pháp, tức là mình sẽ quán từng thành phần một ở trong một cái cụm pháp đó, chứ không phải quán một cái cụm pháp. Quán một cụm pháp là chúng ta rơi vào cái khá ná ban nhất tí, tức là cái khối chế định, hoặc là quán một cụm pháp như vậy chúng ta sẽ rơi vào cái sanh tá tí ban nhất tí, tức là cái liên tục chế định. Mà hãy có lúc khi nào mà còn cái chế định thì chúng ta sẽ không được gọi là quán. Tại vì cái sự quán xét và xem xét này á, là mình phải thấu được cái tâm tướng. Thì có một cái ví dụ vậy, giống như có một cái người đi tìm cái lõi cây, người đó thấy những cái cành lá bên ngoài, thì người đó thấy cành lá bên ngoài, người đó nghĩ rằng cái đó là cái lõi cây. Hồi xưa nữa, cái cành lá bên ngoài được ví như cái chế định, mà chúng ta cái bị chế định nó lừa mị, bị chế định nó làm cho chúng ta bị xáo trộn cái hạn như vậy. Rồi cái người đó mới bỏ cái cành lá bên ngoài, người đó mới dạt vô trong lấy được cái giác cây. Thì cái giác cây nó cũng giống như cái chân đế, mà chúng ta biết rằng cái xúc chạm nó khởi lên nó là như vậy, nhưng mà cái lõi cây chúng ta chưa tìm thấy được. Thì cái lõi cây cũng ví như thấy được cái tâm tướng. Cái người nào mà thấy được tâm tướng thì cũng giống như cái người mà đi tìm cái lõi cây mà thấy được cái lõi cây là như vậy nha. Thì trong cái pháp quán mà chúng ta cũng thấy như vậy, hoặc là về trong cái người mà chúng ta cứ nhìn cái chúng sanh, chúng ta sẽ gọi người này người kia vân vân, đó chính là một cái pháp. Nhưng mà cái pháp này nó là cái pháp của chế định. Và Đức Phật ngài dạy rằng ở trong cái Tăng Chi Kinh là pháp bốn chia chẳng hạn vậy. Thì Đức Phật ngài dạy rằng có bốn hạng người mà trong cái thế gian này, tức là ngài gom hết, ngài chỉ ra cái bốn hạng người trong thế gian này, tức là cái được gọi là cái nhân chế định, cái người mà ra chế định. Thì cái Đức Phật ngài dạy cái người thứ nhất là cái người Úc Khách Tý Tanh Nhu, thì được dịch là khai thị giả. Cái hạng người này á được gọi là cái người mới vừa cái mở đầu bài ra thì là cái người lại không hiểu rồi, có thể là chứng mắt được đạo quả ngay, được gọi là Úc Khách Tý Tanh Nhu khai thị giả, tức là mở đầu bài ra là người này đã nắm bắt được và thực hành cái pháp quán mà chứng đắc được ngay cái đạo quả liền. Đây là trường hợp của ngài Xá Lợi Phất với ngài Kiền Liên. Ví dụ ngài Xá Lợi Phất trên cái bước đường đi tìm đạo, ngài có tên gọi là Ủ Bát Thích Xá. Nên khi mà đi tìm đạo như vậy đó, thì ngài thấy ngài A Sa Chí đang đi vào thành Vương Xá để mà cất thực, mà ngài đi với một cái sự gìn giữ các cái môn quyền, không cho phóng túng ra ngoài, mà các môn quyền của ngài rất là thanh tịnh, quốc gia ngài nó trong sáng. Cho nên ngài du sĩ của Quá Thứ Xá, tức là ngài Xá Lợi Phất á, mới nghĩ ngài từ trước giờ mình chưa gặp một vị sa môn nào như vậy, chắc chắn đây là một vị thánh. Cho nên ngài âm thầm đi theo ngài A Sa Chí. Ngài A Sa Chí sau khi mà nhận được Phật thật xong, ngài đi tới một cái bức tường đổ, thì ngài ngồi xuống để ngài thọ thực. Thì ngài Xá Lợi Phất muốn hỏi pháp, nhưng mà không có thấy cái thời điểm nó không phải là thuận lợi, cho nên ngài đi tới phục vụ cho ngài A Sa Chí. Khi mà thấy ngài A Sa Chí dùng xong tay niệm hỏi bát, thì ngài Xá Lợi Phất mới dâng nước rửa tay cho cái A Sa Chí. Sau khi ngài A Sa Chí làm một những công tác xong rồi đó, thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi rằng thưa ngài Sa Môn, các căn nguyên của ngài rất trong sáng, ngài có những cái nét rất là thanh thoát, chẳng hay bậc đạo sư của ngài là ai,
và bậc đạo sư của ngài dạy ngài những điều gì. Thì ngài A Sa Trí ngẫm nghĩ rằng là thường thường những ngoại giáo có cái tính là công kích và đã kích cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, cho nên ngài mới điềm đạm mà trả lời rằng này du sĩ, tôi là cái người mới xuất gia không bao lâu, cho nên chúng ta không hiểu hết được những cái điều mà Đức Thế Tôn ngài dạy. Thì ngài sáng suốt ngài mới trả lời, mới đáp rằng bạch ngài, ngài cứ nói ra những cái điều gì mà ngài đã hiểu, còn dù ngài nói ít hay nhiều gì thì ngài nói là những cái điều ngài hiểu thôi, còn cái phần sự của con là hiểu dài hiểu rộng hay hiểu sâu sâu thẳm, đó là cái phần của con. Thì ngài sẽ là ngài A Sa Trí mới nói cái hiểu biết của ngài về cái Đức Phật. Trong khi chúng ta phải lưu ý chỗ này là cái trước tiên đó thì là du sĩ của Bá Tích Xá hỏi là Đức Phật dạy cái gì, thì ngài A Sa Trí không trả lời là Đức Phật dạy cái gì mà nói rằng là cái tôi là người mới xuất gia cho nên không nắm bắt hết những cái gì mà Đức Thế Tôn dạy. Đây là một câu trả lời rất là khôn ngoan, rất là khôn ngoan đối với ngài A Sa Trí. Bởi sao vậy? Bởi vì với trí tuệ của ông vị thánh A La Hán thì không thể hiểu hết những gì mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng. Bởi vì Đức Thế Tôn ngài rất là cái trí tuệ ngài rất là sâu thẳm. Thậm chí có lần nọ khi mà Đức Thế Tôn từ cung trời đạo lợi trở về thì ngài hỏi ngài Xá Lợi Phất, mà ngài Xá Lợi Phất được mệnh danh là cái gì thượng thủ tinh văn tay phải, tức là đệ nhất về trí tuệ trong cái hàng thánh đệ tử của Đức Thế Tôn. Mà Đức Thế Tôn ngài hỏi về thủ, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất không hiểu Đức Thế Tôn ngài muốn nói thì cái điều nào cái gì cho nên để Đức Thế Tôn gợi ý đến lần thứ hai thì ngài Xá Lợi Phất hiểu ngay là Đức Thế Tôn ngài muốn nói về cái thủ, là cái mà cái sinh thủ hay là cái nghiệp thủ. Và lúc đó ngài là trả lời như vậy. Chúng ta thấy rằng cái ngài Đức Phật mà nói ra cái điều gì thậm chí chính là ngài Xá Lợi Phất còn nhiều khi cũng không thể hiểu hết được. Một lần khác nữa thì chúng ta thấy rằng ngài Xá Lợi Phất sau khi quán xét giáo pháp này xong mới đến bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, con thấy rằng là con có một bậc đạo sư mà trước đây không có bậc đạo sư nào có thể hơn bậc đạo sư hiện tại của con, và sau này cũng không có một cái bậc đạo sư nào có thể hơn được cái bậc đạo sư trong hiện tại của con. Thì Đức Thế Tôn nghe nó vậy, ngài mới hỏi rằng này Xá Lợi Phất, tại sao ông dám đại ngôn như vậy? Vậy có phải rằng ở trong chư Phật trong quá khứ đó thì là ông biết rõ cái giới của Đức Phật trong quá khứ như thế này, định của Đức Phật trong quá khứ như thế này, tuệ của Đức Phật trong quá khứ như thế này phải chăng? Mà Thế Tôn, con không biết. Vậy thì này Xá Lợi Phất, vậy có phải rằng với trí tuệ của ông có thể biết được rằng là giới của Đức Phật chánh giác trong tương lai như thế này, định của Đức Phật chánh giác trong tương lai như thế này, hay là tuệ của Đức chánh giác trong tương lai như thế này chăng? Mà Thế Tôn, con không có thể biết được. Vậy thì này Xá Lợi Phất, vậy thì ông có thể nghĩ rằng là ngay trong hiện tại này thì là ông có thể biết là giới bậc chánh giác trong hiện tại như thế này, giới định của bậc chánh giác trong hiện tại như thế này, hay là tuệ của Đức chánh giác trong hiện tại như thế này, vậy là ông có biết hay không? Mà Thế Tôn, con không biết. Vậy thì Xá Lợi Phất, tại sao ông đại ngôn như vậy, dám nói rằng là con quan sát rồi con thấy rằng là con trước đây và sau này thì không có một bậc đạo sư nào có thể hơn bậc đạo sư của con trong hiện tại. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng bạch Thế Tôn, bây giờ con quan sát cái pháp này quan sát từ suốt cái từ trên xuống dưới thấy là không có một cái kẻ hở đến nỗi được một cái con một cái pháp nào có thể sang lẫn vô được.
Mà ví như một cái người quan sát một cái hoàng cung của một cái vua, thì người thấy là cái hoàng cung này rất là tốt đẹp, đến thậm chí là có một cái lỗ nhỏ đủ để một con mèo chui qua cũng không có, thì cái người này sẽ nói rằng cái người mà đứng ra xây cất cái hoàng cung này phải là một người kiến trúc sư đại tài, một người kiến trúc sư rất là giỏi. Ngay cả một cái lỗ hổng nhỏ đủ để một con mèo chúng ta cũng không có được, như thế nào cũng vậy. Cho con quán xét sau ngày thuyết giảng là con thấy là cái pháp này được phân tích rất là chi li, cho nên con mới ngẫm nghĩ rằng cũng không có những bậc đạo sư trước đây hay là những bậc đạo sư sau này cũng không có thể hơn được bậc đạo sư đang trong hiện tại. Cái bài kinh này được gọi là bài kinh Tự Hoan Hỷ. Do nên chúng ta thấy rằng cái lối cách trả lời của ngài A Xích Chí rất là thông minh. Đây là bậc thánh mà, nhưng mà thánh A La Hán. Do nên ngài nói rằng là cái gì tôi muốn xuất gia, cho nên những lời dạy của bậc đạo sư nắm không có trọn vẹn. Thì ngài Xá Lợi Phất nói, thì ngài cứ nói những cái điều ngài mà hiểu biết, còn vấn đề mà con hiểu biết ấy, rộng hay hẹp là do trí tuệ của con. Thì ngài A Xích Chí mới nói một cái câu chuyện ngôn rằng đó là các pháp do nhân sanh. Cái nhân đó thì bậc Đại Sa Môn đã chỉ ra, khi nhân ấy diệt thì pháp ấy diệt, thì bậc Đại Sa Môn ngài thường thuyết như vậy. Thì nghe hai câu kệ đầu là tất cả các pháp do nhân sanh, cái nhân đó do đấng Như Lai đã chỉ ra, chỉ nghe hai câu kệ đầu thôi thì là ngài Xá Lợi Phất đã chứng đắc được cái vậy luôn. Rồi ngài Xá Lợi Phất nói bạch ngài khỏi phải là thuyết giảng thêm nữa, nên là chứng quả vậy luôn rồi. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất nói bạch ngài không cần phải thuyết giảng thêm nữa. Nhưng mà hiện nay bậc đạo sư của chúng ta đang ở đâu? Thì ngài A Xích Chí nói là bậc đạo sư đang ở tại cái thường trúc. Thì ngài Xá Lợi Phất bảnh lễ ngài A Xích Chí nói lại câu kệ ngôn này cho ngài Mục Kiền Liên. Thì ngài Mục Kiền Liên nghe xong hai cái câu kệ đầu cũng chứng quả dữ luôn. Rồi sau đó thì cả hai ngài cùng với 250 người tùy tùng đi đến cái rừng trúc đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì cái hạng người này được, thì những cái vị này được gọi là khai thị giả, tức là Úc Khách Tý và Tân Nhu tí mới vừa mở đầu ra thì là đã khai thông được cái trí tuệ. Còn hạng người thứ hai nữa được gọi là Quảng Diễn Giả, tức là Quý Văn Chí Tân Nhu, tức là cái người này mới khởi mở đầu thì không, những người này á mới khởi đầu thì không có thể nắm bắt được hết, phải nghe trọn vẹn cái bài pháp thì mới có thể chứng đắc được đạo quả. Điển hình giống như ngài Kiều Trần Như, sau khi nghe hết bài kinh Chuyển Pháp Luân thì ngài chứng quả dự luôn. Hoặc là như ngài Gia Xá chẳng hạn, khi nghe hết cái bài kinh Chuyển Pháp Luân được một ngày thuyết giảng lại thì ngài Gia Xá chứng quả dự luôn. Thì đây là cái trường hợp này được gọi là cái người quản diễn giả. Rồi cái hạng người thứ ba là người nay giá, tức là ứng nhẫn giả. Ứng nhẫn giả là phải tu tập tuần tự đi từ giới định tuệ đi lên, thì cái người này mới có thể chứng đắc được cái đạo quả. Cái người nay giá này gọi là ứng nhẫn giả. Và người cuối cùng gọi là Ba-ra-má, tức là văn cú tối vi giả, tức là cái người này dù có tu tập như thế nào thì cũng không thể chứng đắc được cái thánh quả ngay trong cái đời sống hiện tại, ngay trong cái kiếp sống hiện tại này. Thì theo ngài Lili Sayadaw thì ngài nói rằng trong cái thời điểm hiện tại chúng ta đó chỉ có hai cái hạng người thôi. Hai người, tức là cái người ni giá, tức là người ứng dẫn giả, và cái người Ba-ra-má, tức là cái người mà văn cú tối sơ giả. Thì còn hai hạng người như là người mà khai thị giả Úc Kha Tý Thanh Nhu, ngoài cái người mà quản diễn giả Quý Văn Chí Thanh Nhu, thì hai người này thì chúng ta sẽ không
không có gần nữa, không có hiện diện ở trong cái thời điểm hiện tại của chúng ta. Và tuy nhiên, cho dù rằng cái người nào chăng nữa thì cái người này cũng phải thực hành những cái họ pháp cái giác ngộ, hoặc là cái người này là cái người bá lá bá rá má chẳng hạn vậy, tức là cái duyên nó chưa đầy đủ thì cái sự thực hiện cái thiền định hay là cái khỏe đó là một cơ hội rất về hạnh và chống về minh. Cũng giống như trong Ba Chi Kinh, pháp mà Ba Chi đó thì Đức Phật ngài mới giảng giải rằng thằng này các tiền khưu, ví như một cái người nông dân thiện xảo thì trước tiên thì có ba việc cần làm. Trước nhất là người đó cày vỡ, khéo cày khéo bừa thì vỡ đất ra cho mềm mại, rồi lấy hết những cái cỏ dại ra. Sau khi làm rất mềm mại, lấy hết cỏ dại ra thì cái người nông dân này phải gieo cái hạt giống thời. Rồi sau khi gieo hạt giống đúng thời xong thì cái người nông dân này sẽ tùy thời cho nước vào, rồi tùy thời lấy nước ra. Như thế nào cũng vậy, thì những vị tỳ khưu sẽ khởi lên ý nghĩ rằng sắc bén là ước muốn của tôi sẽ làm cho tăng thượng giới học. Sắc bén là ước muốn của tôi sẽ làm cho tăng thượng định học. Và sắc bén là ước muốn của tôi làm cho tăng thượng tuệ học. Như vậy thì cái khung trời của Đức Phật ngài lập ra đó là cái khung trời của cái giới định tuệ. Như vậy thì cái người mà bá đá, cho dù cái người đó là bá đá bá đá má chẳng hạn nữa, thì cũng phải nhân cái cơ hội mà mình sống ở trong cái thời điểm của cái giáo pháp của Đức Phật. Bởi Đức Phật ngài dạy rằng là trong cái thế gian này rất khó có cơ hội được sanh làm người, nhưng mà mình đã được sanh làm người là đây là một cái cơ hội khó được, nhưng mình đã được rồi sanh làm người, rồi có được sống lâu, nhưng mà mình đã có một cái tuổi thọ cũng là vừa phải đúng. Như vậy thì mình có được cái sự may mắn thứ hai, và mà quan sự may mắn thứ ba, Đức Phật nó rất rất khó được nghe cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Mà trong hiện tại này thì giáo pháp Đức Thế Tôn đây còn rất là nhiều, nhiều gì mới trải qua cái 2500 năm mà, cho nên cái giáo pháp mình gọi là nguyên thủy nó vẫn còn tồn tại. Và chúng ta được sanh vào trong cái thời điểm này thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà rất là thuận lợi cho chúng ta. Và thứ tư nữa là rất khó gặp được Đức Thế Tôn ra đời. Thì hiện nay cho dù rằng Đức Thế Tôn, với Đức Thế Tôn mà chúng ta có cái ý nghĩ là cái vị chánh đẳng giác đó thật sự không có tồn tại, tức ngài đã viên tịch rồi, nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng cái người nào mà hành pháp người đó sẽ thấy Như Lai. Cái người nào ở gần Như Lai mà không hành pháp thì cái người đó ở xa Như Lai. Cái người nào mà ở xa Như Lai mà thực hành pháp của Đức Thế Tôn thì cái người đó đang ở gần Như Lai. Thì pháp còn, tức là cái sự giác ngộ còn, rồi chờ chúng ta dũng tranh thủ cái thời điểm này để thực hiện những cái pháp là phương tiến về cái thực chỉ, tức là tamatha hay là cái thiền quán, tức là vipassana. Thì ngài lên đi ngài có nói rằng là ngay cả cái thiền định đó, ngay cả thiền định, nói cách khác là cái người mà bá ra má đó cũng phải nên tu tập, dù là thiền định hay là thiền quán. Nhưng mà để có thiền định hay thiền quán đó, thì cái người này cần nên tu tập về cái giới trước tiên. Bởi vì cái giới cần nên là tu tập, bởi vì cái giới rất là đặc biệt. Tất cả những thiện pháp họ đều khởi xuất từ cái giới. Nếu như cái người hành giả mà thiếu vắng cái giới thì coi như là thiếu vắng rất là nhiều. Vậy thì cái giới là cái gì? Cái giới là cũng là một cái pháp, cho nên chúng ta sẽ có những cái lý giải về cái chữ giới. Tại vì để vậy mà chúng ta phải lý giải những cái giới này, bởi vì trong hiện tại cũng có rất là nhiều những cái quan điểm mà họ xem như là rất là sai lạc.
Đức Ngài nó đi, Ngài nói rằng với những người mà không xem trọng giới, xem nhẹ giới, thì ngay ở trong cái trường thiền đó, người đó tu tập rất là tốt. Nhưng mà sau khi mà trở ra khỏi cái trường thiền đó, quay trở lại đời sống thế tục, thì do cái xúc chạm tới sắc tinh hương vị xúc như vậy đó, thì cái giới bị hư hỏng, và những cái công phu mà tu tập trong cái trường thiền nó lại bị đổ sông đổ biển, bởi vì nó không có nằm giữ trên cái nền tảng của giới. Ngài nó đi cho ví dụ giống như là một cái người nhìn thấy một cái trái cây ở trên cao, thế người đó mới tung mình lên để mà hái một cái trái cây đó. Nhưng mà nếu ở chỗ cái đất của người đó đứng á, mà nó không phải là đất cứng, mà đất đó là một loại đất mềm hoặc là một loại đất bùn chẳng hạn vậy, thì người này sẽ không có nhảy búng lên cao để mà có thể hái được cái trái cây trên cành cây đó. Như thế nào cũng vậy, cái người mà muốn chứng đắc thiền định phải có cái giới, trái cây ví như là cái thiền định, còn cái mặt đất của đứng nó cứng ví như là giới được vững mạnh. Còn nếu mà giới không được vững mạnh nó cũng giống như cái đất mềm hoặc là đất bùn, nó bị cái không thể là nhảy lên chứng đắc được cái thiền định đó. Thì có một cái luận điểm mà mới đây chúng ta vừa nghe đó, thì có người nói rằng là như cái trường hợp cái giới định tuệ mà chúng tôi vừa trình bày đó là cái khung trời của Đức Phật, tức là những pháp môn Đức Phật diễn ra nhằm đưa tới sự giải thoát. Thì có một số thì cho rằng là không cần giữ giới, mà họ trưng dẫn ra cái trường hợp như Ngài Angulimala chẳng hạn vậy. Ngài Angulimala đó, thì trong cái kinh điển chúng ta thấy rằng là Ngài đã giết 999 người. Nhưng mà khi mà Ngài chuẩn bị giết thêm một cái người nữa cho đủ một cái 1000 ngón tay đem về cho thầy mình, thì đây là cũng do trong cái quá khứ là Ngài cũng đã nhầm lẫn. Rồi trong hiện tại này thì Ngài Angulimala lại thân cận với ông tài sư, với các bạn xấu. Cái người bạn xấu là cái người ganh tị với tài cán, tài năng của cái Ngài Angulimala. Còn trước khi mà Ngài có được cái hiệu là Angulimala đó, Anguí là cái ngón tay, Mala là cái dòng hoa, thì giết nhiều người quá Ngài không đếm hết được, cho nên Ngài dùng cái ngón tay Ngài kết lại thành giống như là một cái vòng hoa đeo trên cổ vậy, nên Ngài có tên là Angulimala. Angulí là cái ngón tay, Mala là cái dòng hoa. Cho nên thì trước đó Ngài không có cái tên Angulimala đâu, Ngài có tên là Quý Hinh Xá. Quý Hinh Xá là vô hại. Nên lúc mà Ngài sinh ra vậy đó, thì tại nguyên cả cái kinh thành những cái vũ khí đều rực sáng hết. Thì những nhà chiêm tinh nói là thằng bé nào sinh ra trong ngày hôm nay đó, nó sẽ trở thành là một tên tướng cướp rất là hung ác. Cho nên cái cha mẹ Ngài mới đặt tên cho Ngài là Quý Hinh Xá, tức là vô hại. Nhưng mà do thân cận tà sư với những người bạn mà nó ganh tị, mà tranh đốc suối vị tà sư đó, vậy cái vị thầy mới nói rằng ông có một cái môn võ công rất là thiên hạ vô địch, mà muốn luyện thành cái môn võ công này đó thì là phải có một cái 1000 cái ngón tay đem về để mới luyện thành cái món võ công này. Rất là ông thầy muốn triệt hạ cái người đồ đệ mình, nhưng mà xét về trong cái thời điểm mà muốn triệt hạ đó, thì là thấy là nếu mình đứng đối đầu với cái người đồ đệ mà giỏi nhất mình á, thì mình sẽ bị thua thôi. Tại vì người đồ đệ mình nó vừa trẻ vừa khỏe, lại vừa có cái sự sung mãn của một cái người đang trưởng thành. Cho nên cái ông thầy này muốn mượn tay quan quân để mà giết cái người đệ tử của mình, cho nên mới yêu cầu là 1000 cái lóng ta như vậy. Do tin lời tà sư như vậy, cho nên cái
ngày Quý Thanh Xá mới vô trong rừng, họ để mà đón giết những cái người xung quanh qua. Thì vua Bình Sa Dương đó, xin lỗi vua Ba Tư Nặc, nghe báo cáo có tên cướp hung tợn, nói chặn đường những người thương buôn, nhưng mà nó giết những người thương buôn hết, nhưng nó không lấy những cái đồ đạc hàng hóa gì cả, mà chỉ giết người mà thôi, chặt lấy một ngón tay mà thôi. Cho nên vua Bác Sê Lý mới cho một cái đạo quân đi tới khu rừng đó để mà bảo trừ cái tên cướp hung ăn đó. Thì nghe tin như vậy, bà mẹ của anh Mô-li-ma đá mới vô báo tin con để cho con trốn chạy đi. Nhưng mà lúc đó thì ngài ăn Mô-li Ma Đá lại là mê mẩn rồi, tinh thần nó bị loạn lạc rồi, tức là nó không còn có tỉnh táo được nữa. Trong đầu ông ta chỉ có một cái chữ giết mà thôi, cho cho đủ số 1000 người. Nhìn thấy duyên lành của ngài ăn Mô-li Ma Đá, Đức Phật đi tới cái khu rừng đó, từ nơi Đức Phật đi tới cái khu rừng đó dài khoảng 30 do tuần. Cho nên ngài đi tới đó thì nhìn thấy, tại vì nếu ngài không đi tới đó đó thì ngài ăn Mô-li Ma Đá sẽ giết mẹ của mình. Khi mà giết mẹ mình rơi vào cái nghiệp vô gián, tức là không có còn chứng đắc được đạo quả được nữa. Cho nên Đức Phật ngài đây tới độ, còn ngài dùng cái năng lượng thần thông mình để gây sự chú ý, khiến cho ăn Mô-li Ma Đá trong sa môn này khỏe mạnh, ta nên giết ông sa môn này hơn là giết cái bà già này. Nói rượu cơm đi tới. Và cái câu chuyện này thì nó tương đối cũng khá dài. Thì cuối cùng thì ngài, thì Đức Phật ngài đã tế độ ăn Mô-li Ma Đá chứng quả dữ luôn. Rồi ăn Mô-li Ma Đá xin xuất gia, thì Đức Phật ngài đưa tay ngài thì cho xuất gia bằng cách là hãy đến đây này thì khu. Thì hiện như có một số vậy nương theo cái câu chuyện này mà nói rằng là khi mà tu tập trong cái giáo pháp này á thì không cần giới. Cái này là một cái quan điểm rất là sai lầm nha. Mà các ngài giáo hội sư đều nói rằng bắt buộc chúng ta phải có giới. Bây giờ cái trường hợp ngài ăn Mô-li Ma Đá, chúng ta phải hiểu rằng ngay trong hiện tại này thì ngài thấy là ngài không có giữ giới, ngài do sắc thanh như vậy. Nhưng mà trong quá khứ ngài giới ngài rất là trọn vẹn, rất là đầy đủ. Cũng giống như một người mà có một cái bồ lúa giống, thì họ đã gieo trước một cái số lúa giống, nhưng mà lúa giống đó nó bị do cái côn trùng hay gì nó phá hoại hết. Thế người này không phải là không còn cái hạt giống để mà gieo, những cái hạt giống cũ hơn vẫn còn. Thì sự kiện mà cái ngày ăn Mô-li Ma Đá đó mà không có giữ giới mà chứng đắc được đạo quả đó, nó chỉ là một sự kiện nhỏ ở trong cái đại thể lớn. Thì chúng ta không thể nói cái gì một cái sự kiện nhỏ đó mà chúng ta cho rằng là không cần phải giữ giới mới cũng thể kiến thức được đạo quả. Cái trường hợp này trường hợp rất là đặc biệt, rất là hy hữu. Tại sao vậy? Bởi vì cái ngày ăn Mô-li Ma Đá mà xuất gia bằng cách ê thí khú, thì chúng ta thấy rằng là trong tiền kiếp ngày gặp rất là nhiều vị Phật là cúng dường dân y đến cho Đức Phật rất nhiều, ngày rất là giữ giới, rất là tốt đẹp, giữ giới rất là thanh nghiêm. Rồi cái giới hay là định hay tuệ này có hai loại. Một loại là giới định tuệ được tuy rèn ở trong quá khứ, và giới định tuệ được tuy rèn ở trong hiện tại này. Thì cái ngày ăn Mô-li Ma Đá trong cái xem như là giới của ngài được tuy rèn ở trong quá khứ rất là tốt, chứ không phải là không có. Cho nên không phải vì một cái sự kiện nhỏ này mà chúng ta đi ra một cái tiêu đề là tu trong giáo pháp này không cần giới. Cái điều này rất là nguy hiểm, rất là tai hại, mà phải cần giữ giới. Cho nên chúng ta nói là dù cái người bá đá bá đá má chẳng hạn, hay là cái người nay giá, thì cũng phải đi từ giới định tuệ mà lên. Tất nhiên không phải là tu giới giới hạnh hoàn chỉnh xong rồi mình mới tới tu thiền định, hay là mình mới tu được tuệ quán. Cũng có thể là trong một lúc chúng ta có vừa tu giữ gìn giới, rồi chúng ta tu tập về thiền chỉ, tức là tu tập về định, và thứ hai nữa là tiếp nữa chúng ta tu tập về cái thiền quán. Cho dù rằng cái người ứng nhẫn giả, tức là nay giá, hay là cái người bá tá bá tá má
Thì nhân cơ hội này chúng ta phải tạo ra một cái sự tích lũy về cái pháp độ của mình, tức là cái thiền quán của mình nha. Thì cái chữ chúng ta phải tìm hiểu cái chữ giới. Giới là cái gì, có nghĩa là gì? Thì cái giới có ý nghĩa là sự kết hợp, silana. Silana có nghĩa là kết hợp. Kết hợp đây có hai cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phối hợp, tức là sammatana, là chỉ cho cái sự hợp nhất giữa thân ngữ quỷ, và nhờ đó do nhờ cái được cái sự đức hạnh tốt đẹp như vậy. Thứ hai nữa là cái sự nâng đỡ, chữ Pali là upatthana, nghĩa là cái nền tảng của những cái thiện pháp. Những cái người mà hiểu ngữ nghiêng á, hiểu về cái ngữ nguyên á, thì chỉ chấp nhận cái hai nghĩa này thôi, tức là giới là cái nó có cái sự nâng đỡ, và giới là cái sự phối hợp. Nhưng mà tuy nhiên cũng có những người mà luận về cái ý nghĩa của chữ giới, thì giới có cái ý nghĩa là cái đầu, đó là sirasa. Sirasa là cái đầu, hoặc là giới là sự mát mẻ. Thì cái người mà không có giữ giới đó, xem như là cái người bị rứt đầu. Mà cái người bị rứt đầu thì cái người đó sống bằng một cách dùng cái là vô dụng. Thì cái cách giữ giới đó, chúng ta có cái sự thường thường á, chúng ta phải có cái giới là một cái pháp, cho nên chúng ta phải xem xét là từng cái chi phần một của cái pháp này. Của giới á, thì theo cái tư tâm sở, tức là có Phật ngôn là chê tá na hăng phích cá quê si lăng quá đa mí, này các tỳ khưu, Như Lai dạy là cái sự cố ý là giới. Chúng ta mới thấy rằng giới là một sự cố ý, cho nên khi mà quý vị Phật tử chúng ta xin giới đó, thì người nghe rằng là con xin dân giữ điều học là cố ý tránh ra sự sát sanh, hay là của sinh dân giữ điều học là cố ý lánh xa sự lấy của không cho, chẳng hạn như vậy. Như vậy thì cái chữ giới đây là cái gì muốn chỉ cho chetana, tức là sự cố ý. Thì cái chữ giới này nó có 7 sự cố ý, tức là cố ý sát sanh, cố ý từ bỏ sự sát sanh, cố ý từ bỏ sự lấy của không cho, cố ý từ bỏ cái sự tà hạnh tâm dục lạc, cố ý từ bỏ sự nói dối, cố ý từ bỏ cái sự nói độc ác, cố ý từ bỏ cái sự nói như chia rẽ, và cố ý từ bỏ cái sự nói nhảm nhí. Thì đây là cái cố ý như vậy, nó sẽ giúp cho cái người hành giả chúng ta có được cái giới được công sạch tâm tịnh. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái ý nghĩa thứ nhất là giới là nói theo cái tư tâm sở. Rồi bây giờ người giới theo ý nghĩa theo sự chế ngự, tức là khi mà người có giữ giới là có sự chế ngự ngăn ngừa về thân, thì có 5 sự chế ngự. Thứ nhất là chế ngự nói trong cái giới bổn, thì cái người chế ngự trong giới bổn này nó chính là chỉ cho những vị tỳ khưu, tức là ở trong ba ti móc cá, tức là nghiêm trì trong cái sự giới giới học của Đức Thế Tôn. Rồi thứ hai nữa là chế ngự bằng cái chánh niệm tỉnh giác, tức là vị ấy là hộ trì giữ cái nhãn căn, sống với sự chế ngự của nhãn căn. Thì cái phần mà chế ngự cái con mắt này, chúng ta sẽ thấy là như ngài Nên Đá chẳng hạn như vậy. Chỉ bởi vì do cái con mắt anh nhìn thấy cảnh sắc đẹp, cho nên ngài bị đắm đuối trong cái sự tham muốn về cái sắc đẹp. Ngài Nên Đá là em một cha khác mẹ với Đức Thế Tôn, tức là ngài Nên Đá là con của bà Di Mẫu Gotami. Và cái ngài mà ngài Nên Đá sắp thành hôn với nàng Á Phí Quá Nanda đó, cái nàng này cũng là Nanda, nhưng mà có cái biệt hiệu là Á Phí Quá Nanda, tức là tối thắng về sắc đẹp. Á Phí là cao thọt, Quá là sắc đẹp. Á Phí Quá Nanda tức là cái nàng Nanda tối thắng về sắc đẹp, tức là em ruột của ngài Nanda đó.
thì cái ngày làm lễ thì Đức Thế Tôn ngày đi tới ngày thọ thực ở hoàng cung, họ trong cái cuộc lễ đó là có Đức Thế Tôn tới cùng chư thầy cô. Sau khi mà thọ thực xong, ngài Đức Thế Tôn ngài mới đi ra, mới giao cái bát lại cho ngài Thanh Đá cầm. Ngài Thanh Đá rất muốn ở lại nhưng mà rất là nể cái từ trước giờ á, thì là Thanh Đá rất là nể hoàng huynh mình, rất là lập cùng hoàng huynh mình, cho nên lặng lẽ ôm bát đi theo, đi theo, nhưng mà lòng nó nổi sống. Ngài cứ nghĩ rằng khi ra tới cổng, ra tới cái cửa hoàng cung thì Đức Tôn lấy lại cái bát, nhưng mà thấy ngài Đức Phật tin đi luôn, rồi ra khỏi cổng hoàng cung Đức Phật lấy cái bát, cũng thấy Đức Phật ngài tin đi luôn, rồi ông nghĩ là chắc ra tới cổng thành thì Đức Phật ngài lấy lại cái bát, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài cũng vẫn đi ra khỏi cổng thành đi luôn, cho đến cái chùa Niết Rô Tá, thành ra Đức Phật ngài mới ngồi xuống thì Nên Đá mới đem tới. Thì Đức Phật ngài bảo là Nên Đá hãy xuất gia đi, cho nên ngài Nên Đá không muốn xuất gia mà vì nể hoàng huynh cho nên là xin xuất gia. Nhưng mà xuất gia xong á thì ông không có thu phúc được cái con mắt, cái nhớ tưởng tới hình ảnh rất là xinh đẹp của cái này A Phí Lu Bá Nên Đá, cho nên tu tập không được, mới tỏ bài rằng là cái đời sống phạm hạnh không làm cho Nên Đá này quan hỷ, muốn hoàn tục. Đức Phật ngài mới dùng thần thông mới đem Nên Đá lên trên cung trời thảo lợi, cho thấy 500 cô tiên nữ có bàn chân đỏ như chân kim bồ câu. Rồi mới hỏi rằng này Nên Đá, 500 cô tiên nữ này so với cái nàng Á Phí Lu Bá Nên Đá thì cái người nào xinh đẹp hơn? Thì ngài Nên Đá mới nói rằng 500 cô tiên nữ này mà so với nàng Á Phí Lu Bá Nên Đá thì nàng Á Phí Lu Bá Nên Đá cũng giống như là cái con khỉ mà bị cục đuôi ngồi ở trên cái cây bị cháy nám vậy. Thì Đức Thế Tôn ngài nói là nếu như ngươi tu tập trong cái phạm hạnh trong cái giáo pháp này, ta sẽ cưới 500 cô tiên nữ này cho ngươi. Thì cái ngài Nên Đá nó quan hỷ nói là nếu như Đức Thế Tôn giữ lời hứa, con sẽ tu tập ở trong giáo pháp này. Thế nên Đức Thế Tôn ngài dùng cái một biện pháp rất là tuyệt diệu, tức là biết người ta mà bị trúng độc thì Đức Phật ngài cho một loại thuốc để mà ói chất độc nó ra, ói chất độc nó ra, rồi tuy rằng cái vị thuốc nó còn đó thì nhưng mà do sẽ trước tiên là cho ói cái chất độc nó ra trước cái đã để mà giữ lại cái đời sống tốt đẹp của cái người đó đã. Hay là nếu như cái người bị cái gai đâm vô chân thì một người đứng y giỏi sẽ dùng một cây gai khác để mà lấy cái gai nằm ở trong chân ra, để cho người đó không còn đau nhức nữa. Thì ngài Nên Đá trở về đó mới tu tập trong này. Thì cái khi mà Đức Phật về mới họ cho biết cái gia thoại này, thì các vị thì cô mới chế nhạo ngài Nên Đá rằng là cái người tu mướn. Cái câu chuyện này nó rất là ý nghĩa. Có những vị xưa bây giờ cũng giống như nhìn ấy, chúng tôi nghĩ là cũng có cũng dễ như là tu mướn rất là nhiều tu mướn. Những cái người mà chạy theo cái lợi lộc danh vọng á thì cũng giống như cái kẻ tu mướn vậy. Tại vì sao? Cái người tu mướn là sau khi mà hoàn tất một công việc nào đó thì họ hưởng được một số thù lao, họ nhận được một số lợi lộc. Thì cái ngày Nên Đá này đó, tu ở trong cái giáo pháp này không phải là mục đích để giải thoát, mà mục đích để cưới được 500 cô tiên nữ có bàn chân đỏ như là cái chân chim bồ câu. Thì cái 500 cô tiên nữ có bàn chân đỏ như chân chim bồ câu cũng giống như là một cái sự thưởng công cho cái công việc tu tập cũng được hoàn mãn. Thì do đó các chị thì cô mới nói ngài Nên Đá là cái kẻ tu mướn, tức là tu tập xong để được 500 cô tiên nữ chứ không phải tu tập xong để mà được cái giải thoát. Thì do cái ý nghĩa này chúng ta thấy rằng có một số vị đó không có tư tưởng là mình tu tập để được sự giải thoát mà để chạy theo những cái
ngoại tập những cái của cái thế tục của đời sống thường ngày. Thì ngài Nanda nghe vậy mắc cỡ, mình ông nghĩ là quả thật như vậy, những vị đó nói đúng. Bởi vì là mình tu tập để mà đi tìm sự giải thoát, không đi là tìm sự giải thoát mà lại đi mơ ước để mà có 500 cô tiên nữ, cho nên ngài Nanda mới rì bỏ kiếm nơi thanh vắng, giữ gìn con mắt, giữ gìn mắt, và ngài giữ gìn con mắt đến mức độ là ngài không dám nhìn quanh phải, không dám nhìn bên phải bên trái, không dám nhìn lên, không dám nhìn xuống, chỉ nhìn tới hai bên trước mà thôi. Ngài giữ gìn con mắt nha. Một thời gian sau, do phòng hộ được con mắt, chế ngự được con mắt, cho nên ngài chứng quả A La Hán. Và suy nghĩ mà ngài chứng quả A La Hán đó, ngài sáng hôm sau này đến nói với Đức Thế Tôn rằng, mà Đức Thế Tôn cái lời hứa của ngài đó, mình xin ngài hãy giải thoát cái lời hứa đó đi, nên nay là con không cần thiết nữa. Đức Thế Tôn ấy, này Nanh Đá Như Lai cũng biết rồi, tức là ông không có cần phải tác bình, tức là cái đã chứng được cái quả A La Hán rồi thì không có cần phải giữ thực hiện cái lời hứa đó nữa. Thì đây là cái chế ngự, thì bằng cái chánh niệm, chế ngự bằng cái chánh niệm tỉnh giác, là tức là nhìn giữ cái nhãn căn khi mà tiếp xúc với sắc trần, nhìn giữ cái nhĩ căn khi tiếp xúc với cái tinh trần, nhìn giữ cái tỷ căn khi mà tiếp xúc với các mùi hương, nhìn giữ cái thiệt căn khi mà tiếp xúc với các vị chất, nhìn giữ cái thân căn khi mà tiếp xúc với cái cảnh xúc, và nhìn giữ cái ý căn khi mà tiếp xúc với cảnh pháp, để sao? Để không có cái tham ưu sân khởi, không có cái sự bất bình. Như vậy được gọi là chế ngự, cái giới này được gọi là giới do chế ngự bằng chánh niệm tỉnh giác. Và cái ngự thứ ba là chế ngự do tri kiến, như Đức Thế Tôn về dạy tôn giả A Chí Tá rằng, khi tôn giả A Chí Tá là một môn đệ của bà môn Ba Quá Ri, và ông hỏi rằng, bạch Đức Thế Tôn, các dòng nước đang chảy thì cái gì là cản dòng nước, cái gì thu thúc dòng nước và cái gì đóng dòng nước? Thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng, này A Chí Tá, nè cái câu ly rằng Yani Yani Sotani Lokasmin A Chí Tá Ni Phát Lô Hoa. Đức Thế Tôn ngài dạy A Chí Tá rằng, này A Chí Tá, các dòng nước chảy trên đời, sát tí tê san ní qua ra năng, niệm là vật cản dòng nước. Cho nên chứ cái niệm là ghi nhớ, ghi nhớ cản được dòng nước. Sô tam năng san quá răng pru mí, ta nói là pru mí, sự thu hút là chế ngự được dòng nước, tức là san quá răng là chế ngự được dòng nước. Và banh nha dê tê tí thay giá xe đây là tuệ, đóng cứng lại dòng nước. Dòng nước ở đây muốn chỉ cho ái là cái dòng nước, kiến là dòng nước, phiền não là dòng nước, ác hạnh là dòng nước, vô minh là dòng nước. Thì do đó nhờ cái niệm này đóng kín lại cái dòng nước đó, ngăn chặn được dòng nước, tức là làm cho cái dòng nước không có trôi chảy nữa. Thì tức là nhờ cái niệm, cho nên là ngăn chặn được cái ái, nhờ cái niệm ngăn chặn được cái thấy sai tức là kiến, nhờ cái ái ngăn chặn được những cái phiền não là nước, nhờ cái ái ngăn chặn được cái ác hạnh tức là giới, nhờ cái ái, nhờ cái niệm cho nên là ngăn chặn được cái sự vô minh. Cho nên đây là cái chế ngự do niệm, và cái chế ngự là do khâm nhẫn, như là vị thì khu chịu đựng sự nóng sự lạnh, không có thích thú đối với những cái thời tiết hay là bất mãn đối với thời tiết. Và nếu tham là chế ngự do tu tiến, là vị ấy chấp nhận rằng ý tưởng của tham ái, không chấp nhận ý tưởng của cái tham dục khi nó khởi lên, tức là lìa bỏ đi. Thì cho nên cái giới nó rất là quan trọng như vậy, và cho nên chúng ta thấy rằng cái giới nó là cái nhân gần để cho cái định, định là cái nhân gần để cho cái tuệ sanh khởi lên, tức là cái pháp quán mình có được do một cái thiền định. Cái người mà không có giới thì sẽ không có thiền định, mà đã không có thiền định thì sẽ không có được cái trí tuệ. Rồi cho nên cái trong cái bộ sách Tinh Đạo có giải thích rằng là giới định tuệ là khởi đầu cho
giới là cái khởi đầu cho các thiện pháp, chính là giới là hoàn toàn được thanh tịnh trong cái tương ưng kinh tập thứ 5. Và định là cái chặng giữa, vì nó đưa đến chứng đắc được cái pháp thần thông, rồi tuệ là cái chặng cuối. Và trên sách Tịnh Độ cũng giải thích rằng giới là điều kiện để chứng đắc được cái tâm minh. Trong cái phẩm vị A La Hán có bốn cái phẩm vị A La Hán. Phẩm vị thứ nhất là A La Hán nhất minh, tức là vị này sau khi tu tập cũng từ giới, vậy nó có thể chứng được cái ở giai đoạn cận định, rồi triển khai cái pháp quán và chứng đắc được A La Hán. Nhưng mà vậy đó họ chỉ được gọi là xuất khán Vipassana, tức là cái lạc quán, tức là nhất minh mà thôi. Còn thứ hai là cái vị mà chứ cũng từ giới đến khi mà chứng đắc được thiền định, rồi cái đó từ giới vậy đó cái chứng đắc được cái thiên nhãn thông, lỗi cái túc mạng thông, nhớ được một kiếp, năm kiếp, mười kiếp, hai kiếp, một thành kiếp, hoại kiếp, trụ kiếp, vân vân, nói là một kiếp ra đất, mười kiếp ra đất, vân vân. Thì cái gì đó sau đó vậy đó mới giới, nhờ giới vậy đó chứng đắc được thiền định, vậy đó thấy được chúng sanh chết từ cảnh giới này tái sanh về cảnh giới khác, chết từ cảnh giới khác tái sanh về cảnh giới này, chứng đắc được cái thiên nhãn minh. Và cuối cùng thì vậy đó đưa tâm quán xét để diệt từ tất cả những cái ô nhiễm, nữa là trở thành cái bậc a sa quá cái giá, tức là cái bậc độ tận, tức là không có còn những cái ô nhiễm nữa, không có người phiền não nữa. Thì vậy thì được gọi là a la hán tam minh. Thì chính từ giới đó đưa cho vị này để mà chứng đắc được cái tam minh, rồi định là cái điều kiện để cho vị ấy chứng đắc được luật không, và cái tuệ là cái điều kiện để chứng đắc được cái tuệ thông tích. Tức là a la hán có ba bậc, như là bậc tam minh, bậc luật thông, bậc tuệ thông tích. Thì giới đưa gì đó chứng đắc được a la hán tam minh, giới định đưa gì đó chứng đắc được a la hán luật thông, và tuệ đưa gì đó chứng đắc được tuệ thông tích. Rồi ở trong kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật ngài dạy năm ngày kiều dường như là tánh xa hai cực đoan, là không có nên lợi dưỡng, tức là không có mê đắm trong cái dục lạc. Là Đức Phật ngài đưa ra cái một cái anh ta này, tức là vì một cái cực đoan đó, thì chính về tánh xa cực đoan mê đắm trong dục lạc đó chính là giới, mà tánh xa cực đoan khổ hạnh chính là định. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái giới định rất là đặc biệt, và thực hành cái con đường tu đạo chính là tuệ. Cho nên cái giữ giới rất là quan trọng. Thứ hai nữa, giữ giới là cái phương tiện để thoát khỏi đọa xứ. Cái người mà không giữ giới thì cái người đó sau khi mệnh chung có thể rớt xuống bốn khổ cảnh, không thể sanh được về cõi người hay là cõi chư thiên. Và chính giới đưa là tái sanh làm người hay là sẽ tái sanh làm chư thiên. Cho nên giới là một cái phương tiện để thoát ra khỏi bốn cái khổ cảnh, định là một phương tiện để thoát khỏi các dục lạc. Tức là người rất là đắc định là không có phải họ tái sanh nhân xuống cõi dục nữa, mà tái sanh về cõi sắc giới. Còn tuệ là một phương tiện để thoát ra các sinh hữu. Cho nên chúng ta mới thấy là giới nó rất là quan trọng như vậy. Cho nên nếu như một cái lý thuyết là một cái người mà lấy một cái hình ảnh của ngài Anguttara để mà nói rằng tuệ quán này nó không cần gì cần giới, thì đó là một cái quan điểm rất là sai lầm. Không, chúng ta không lấy một cái hình ảnh cá nhân mà để mà cho quy cho một cái tập thể là một. Thứ hai, cái hình ảnh cái hiện tượng ngài Anguttara đó là hiện tượng bên ngoài, nhưng mà cái sự mà tích lũy ở bên trong đó là cái điều quan trọng. Cũng giống như chúng ta thấy là một cái người ăn mặc cũ kỹ, cái quần bạc phớt nè, hay là cái áo bạc màu chẳng hạn vậy, chúng ta nhìn cho cái đó là nghèo, nhưng mà thật ra cái người này có cái số tiền rất là lớn để ở trong cái ngân hàng chẳng hạn như vậy. Nhưng bên ngoài cái hiện tượng người đó mặc cái quần áo rất là cũ kỹ thô sơ, mà chúng ta cho đó là cái người nghèo thì không đúng. Mà chúng ta phải thấy rằng cái người này là có cái tài sản lớn ở trong cái ngân hàng, như thế nào cũng vậy.
nhìn thấy ngài Angulimala, chúng ta được cho đó là một cái hiện tượng chung, mà đó là một trường hợp cá biệt mà thôi. Và đưa ra quan điểm rằng, có một số vị đưa ra quan điểm rằng họ tu không cần phải giữ giới, cái đây chúng ta là tai hại vô cùng. Và chúng tôi cần phải nhấn mạnh cái điểm này, tu phải giữ giới. Bởi vì giới nó dẫn trước mắt cái nhẹ nhất của nó là nó không có đưa xuống bốn khổ cảnh. Rồi tu tập thiền định để mà thoát ra khỏi cái dục lạc, rồi tu tập về cái tuệ quán để mà thoát khỏi các cái sinh hữu. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái điểm đó. Rồi bây giờ chúng ta mới thấy rằng cái sự khi mà quán xét các pháp đó, thì chúng ta phải quán xét theo cái ba cách. Thứ nhất là quán xét là sự rỗng không của tướng riêng và tướng chung của các pháp. Rất là một cái vừa rồi chúng tôi vừa phân tích quý vị là một cái pháp như vậy, nó có những cái bộ phận riêng, có những cái chi phần riêng, thì chúng ta phải nhìn thấy cái chi phần riêng nó như thế đó, đồng thời chúng ta cũng thấy một cái tập thể chung, cái tướng trạng chung của các pháp nó là gì? Nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô nghĩa. Và cho nên cái trước tiên chúng ta quán sát từ sự rỗng không của tướng riêng và rỗng không của cái tướng chung, tức là tướng riêng hay tướng chung đều là có một cái trạng thái rỗng không, tức là cái tướng vô ngã. Như câu chuyện ngôn trong pháp cú Đức Phật ngày dạy rằng đó là sắc bê tham ma anatta tí, cho dù cái vị đó chứng đắc được niết bàn thì cũng xem xét niết bàn là một trạng thái rỗng không, là một trạng thái vô ngã, tất cả các pháp đều là vô ngã. Đó là cái quán ngay cách thứ nhất. Quán cách thứ hai là cái bước thứ hai là chúng ta quán pháp theo bảy cách tùy quán, mà về mà quán thân, quán thọ, quán tâm chúng ta đã tìm hiểu rồi. Tức là bảy cách tùy quán đó, tức là quán về vô thường, quán về khổ, quán về vô ngã, quán về đáng nhàm chán, quán về đáng ly tham, quán về đáng từ bỏ, và quán về cái sự xả ly, buông bỏ của chúng. Và cái thứ ba là chúng ta quán xét và pháp theo cái năm đặc tính mà Đức Phật ngài giảng rộng ở trong cái phần quán xa pháp, mà quán tùy quán là pháp trên pháp, tức là cái phần giảng rộng đó chúng ta sẽ mình sai chúng ta sẽ gặp, tức là Đức Phật ngài dạy chúng ta quán pháp đó, theo năm cái phần pháp. Phần pháp thứ nhất là quán về năm phiền cái, tức là năm pháp gây chướng ngại, đó là thứ nhất. Thứ hai là quán về cái năm thủ uẩn, tức là sự nắm giữ, nắm lấy, bám lấy cái năm cái thủ uẩn, năm cái sắc tinh tương vị xúc, xin lỗi, sắc thọ tưởng hành thức này. Còn cái thứ ba là quán xét về cái sáu nội xứ, sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, tức là quán xét 12 xứ đó, nó là một cái cũng được gọi là thế gian đấy. Và cái thứ tư là quán xét về bảy pháp giác chi, tức là bảy pháp mà dẫn tới sự giác ngộ. Và cái thứ năm là quán xét về tứ đế, bốn thánh đế, tức là khổ thánh đế, tập thánh đế, diệt thánh đế và đạo thánh đế. Đó là cách quán pháp. Thì trong cái năm cái cách, năm đặc tính này, năm cái nhóm pháp này, như Đức Thế Tôn ngài trình bày rất rõ ràng ở trong phần mà giảng rộng ra, tức là phần chứng minh. Cho nên khi tới cái phần này chúng tôi sẽ cố gắng giải trình đến quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ được cái thời pháp hôm nay cũng vừa phải lẽ, phước báo sinh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng. Ăn lành cho để cho Phật tử trong đạo tràng, và nương theo quả phước này xin hồi hướng đến tất cả chư thiên ở xứ đại dương, chư thiên ở cõi đạo lợi và chư thiên ở chung quanh đây, mong các ngài quan hỷ đạo dụng và gia hộ cho chư tôn đức tăng cũng như toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc. Nương theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân mật quý phụ đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, đem lại an lành cho thân mật quý phụ của toàn thể chư Phật tử đang tại thì, và mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng được phận nhận quả phước này.
cái được an vui tự tại. Rồi nương theo quả phước này xin đem tới lại an lành cho toàn thể chư Phật tử và đem tới sự an lành cho toàn thể chúng sanh. Ba giới bốn loài thì được thọ hưởng đồng đều nhau cả đẩy. Nam mô Bố Tát Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sơn Ca Giác.